Xin chào các bạn. Đây là đơn hàng bán lẻ của công ty ngày hôm nay. Đây là combo 1 2 lít được tặng 500. Đây là đơn giao hàng tiết kiệm. Bên công ty sẽ đóng như vậy để tránh va đập, an toàn cho đơn hàng của mình. Nay gửi khách đi tỉnh. Đây là đơn hàng 4 lít tặng 1 lít. Bạn đang đóng. Hàng đang chuẩn bị đi về nhà khách rồi đây. Xin hẹn gặp lại. Chào tạm biệt.